Nên mình tình cờ mua ve chai được một thêm một cục nguồn nữa. Thật ra cục nguồn này lúc trước mình cũng có review rồi, là mình hai cục nguồn nó là 19V 821 A nha, nhưng mà nguồn này có 19.5V nè. Rồi hôm nay mình tình cờ mình mua được một cục nguồn nữa y hệt vậy luôn, đây 19.5V 821 A nha. Nguồn này mình mua cũ, mua ve chai á, cho nên mình mới nảy ra một ý tưởng. Tức là mình có hai ý tưởng nha. Tức là ý tưởng thứ nhất là mình sẽ nối hai cục nguồn này lại để mình sử dụng cho nguồn nguồn đối xứng, tức là cộng trừ nguồn đối xứng cộng trừ 19V đấy. Ý tưởng thứ hai là mình sẽ mắc nối tiếp hai cục nguồn này để cho nó thành khoảng tầm 40V nha, 40V để mình sử dụng cho mấy cái mạch áp á. Tại vì hiện tại mình chưa có nguồn 24V, thì khi mình sử dụng nguồn đó mình sẽ chỉnh ở mức từ một chấm mấy volt nghe cho 2V đi, tới cho mức khoảng tầm 38V nha. Đấy. Thì cái cách cũng rất là đơn giản luôn, dùng hoạt động ổn định nha các bạn. Mình đã sử dụng rồi để mình hướng dẫn các bạn nha. Lưu ý là cách này thì các bạn phải tốt nhất mình sử dụng nên sử dụng cái nguồn có 6V nha, với số dòng bằng nhau nha, để tránh trường hợp mà cái con này nó đẩy con kia, con nào yếu là chết trước á, với lại nó bị ngắt á, tại vì nguồn thì nguồn sung mà khi quá tải nó sẽ ngắt, cho nên mình phải sử dụng hai cái bộ nguồn nó có cái số dòng và số volt giống nhau nha, đặt gần giống nhau cũng được nhưng đừng thấp quá. Đó, giờ bây giờ mình cắt cây nha, cắt hai đầu giống vậy thì mình mắc nối tiếp thôi, để nguyên lý nối tiếp thôi. Tức là cái đầu này là đầu âm nha, hai đầu âm nha. Mình sẽ lấy cái đầu âm bên đây mình nối với cái đầu dương bên đây. Đây mình ghi ra giấy cho các bạn dễ hình dung nè. Đấy, tức là cái đầu ngoài cùng nha, là trừ nha, cộng nha, trừ cộng nha. Thấy cái thêm giữa không? Đây thì mình sẽ chập cái trừ với cộng lại với nhau, chập như thế này. Đấy. Đây thì nó như thế này. Mỗi sợi dây nguồn á thì mình đánh dấu thì nó là 19.5V nha, 19.5V. Đây thì mình sẽ nối cái đầu cộng với cột trừ giống vậy nha. Đây nhìn vậy là các bạn hình dung được nghe đó. Khi đó mình sẽ lấy cái số vôn tổng của 19.5V nha. Ok thì mình sẽ lấy giữa cái đầu ở bên đây, tức là con dây này nha, đó là mình lấy nguồn âm. Còn phía ở cái đầu dây này mình sẽ lấy nguồn dương, thì khi mình lấy 19.5, 19.5 cộng lại nó sẽ ra 13,19V. Rồi giữa cái đầu này và đầu này để mình lấy đồng hồ mình đo thử có đúng hay không nha. Ok mình cắm điện nha các bạn, cắm điện ở đây mình quay một tay hai khói nha, để mình sẽ đặt cái tripod á, tripod mình quay cho nó dễ. Chắc qua Tết mình đặt mới kịp chứ giờ thì mình đã không kịp đâu, đặt thì được mà chắc cũng không có giao đâu, cho nên qua Tết thì mình đặt luôn. Mình đo 2,5 điểm này nha. Đó. Cái nguồn âm nguồn dương là đúng ngay hai cái que đo mình cái này luôn nha. Phần đỏ là nguồn dương, phần đen nguồn âm á. Đây. Đúng nha các bạn, 39.24V nha. Để mình kiếm cái tải. Kiếm cái tải mình sẽ thử nha. Sau khi đấu vào cái bộ chỉnh dòng nè, với chỉnh vol này mình nó còn xài được có 34V này nha. Thì cái này là do cái bộ này nha, chứ không phải là do nguồn nha. Nguồn mình đo vẫn đủ 39V á. Tại do cái bộ mình nó sức đầu ra chỉ được có 34V thôi. Để mình đấu tải vô nha. Ok, mình sử dụng cái bóng đèn nè. Đây nó mình mới thử nó còn đang nóng nè. Nó đang đỏ. Đó, nó cho 1.3V nè. 1.21A nha. Đấy, khi mình nâng áp từ từ nè. Cái bóng đèn này ăn dòng cũng cao lắm nha. Đây là 1.3 đây. Lên từ từ nè. Đây. Cái này chỉnh chỉnh ampere được nha các bạn, mình dặn xuống cho coi nè. Đấy. Tăng lên từ từ nè.
nó chỉ sẽ giới hạn ở 2 ampe thôi nha. Nhưng mình dặn là cỡ nào cỡ nó cũng có giới hạn 2 ampe nè. Đấy, lên, nhưng mà lên tối đa 1 ampe đi cho dễ thử đó. Cái móc đèn này chắc mình thử được điện 12V thôi nha, hơn 12V nó chắc, hoặc là cao hơn chắc khoảng tầm 16-17V chắc có thể nó đứt cái bóng này luôn á. Đây, đang ở 13.3V nha, đang dòng là 4.32A nha. Ui da, lên khó luôn mấy bạn ơi, lên khó luôn rồi, và mình được tắt nha. Đấy, chứng tỏ là mình theo cách này của mình là hợp lý nha, tức là hai cục, khi mà hai cục mà đấu song song nè là cái giọng nó không thay đổi nha, với cái điều kiện á là cái giọng của hai bộ nguồn bằng nhau nha. Còn nếu mà cái giọng nó không bằng nhau thì nó cái giọng sẽ được tính theo cái cục nguồn có cái giọng thấp nhất nha. Đó, đây mình kết thúc cái video tại đây nè. Cái này thích hợp cho các bạn muốn tận dụng hai cục nguồn thấp để mà mình đấu nối tiếp mình lên cái nguồn cao hơn á, mình đỡ tốn chi phí mình mua một nguồn mới nha. Cái này chủ yếu mình đấu vào bộ này để mình chỉnh áp, mình xài cho mấy cái mạch collider 24V á.